chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Mi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nữ ca sĩ có giọng ca khủng với rất rất nhiều bài hit. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Ocean. Hello em. Hello chị. Mời Ocean về phòng khách nha. Ocean ơi, dạo này mình có gì mới không nè? Thực sự là em có rất là nhiều cái dự án mới. Thu là rất hay nghe Ocean hát, kể cả mấy bài hit của Ocean, kể cả mấy bài mà Ocean cover nghe rất là đã luôn. Và hôm trước mới thấy nhá nhá nhẹ cái demo gì đó nghe rất là đã. Thì hôm nay đến đây tặng quý vị khán giả một chút xíu gì mới mới được không? Mấy hôm trước thì em có kiểu vui vui em thu một cái đoạn demo ngắn. Em hát điệp khúc nha chị. Nào có biết rằng ngày em lớn, em sẽ ngỡ đâu hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhìn ra thế gian ai cũng làm ngờ. Khóc với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Trời, như mở đĩa quý vị ạ. Và Hà Thu cũng như quý vị khán giả rất trông chờ cái dự án này của em. Nhớ ra sớm sớm cho mọi người được nghe nha. Dạ. Đó, bây giờ ngoài những cái dự án sắp tới thì mình chia sẻ một chút xíu về khẩu vị ăn uống của mình ha. Tại vì để hôm nay mình đến với khẩu vị ngôi sao thì không biết Ocean thường ngày ăn uống có khó khăn không? Có khó tính hay là kén chọn lắm không? Chị nhìn mặt em là chị biết nè. Chị thấy khó? Ừ, chị thấy khó. Không, chị thấy mặt em mập quá. Mặt em tròn do, tức là cái gì em cũng ăn hết trơn. Vậy hả? Dạ. Vậy là đến với chương trình ngày hôm nay là mình cũng có nghĩ ra hai món ăn đúng không? Để mình tới chương trình, mình phải yêu cầu các bạn fan ở đây thực hiện cho mình thưởng thức. Em có nghĩ ra rồi nhưng mà không biết là nó có phức tạp quá không ta? Phức tạp không thì ghi ra thử nha, xem thử có phức tạp không. Đây, Hà Thu cầm trong tay hai món ăn này. Và Thu cũng đoán được là món nào mà Ocean chưa thử rồi. Tại vì có một món miền Trung mà Ocean là người miền Nam đúng không? Dạ. Món này Thu rất là mê cho nên là may quá, lát cho ăn ké nha. Bây giờ mình mời ra đây hai fan hâm mộ để xem hai bạn đó sẽ vượt qua những thử thách cũng như là những câu hỏi để giành phần nấu cho mình một trong hai món này. Xin mời hai bạn Talo và Nhật Hoa. Xin chào hai bạn. Trời ơi. Mời hai bạn. Mọi người có là fan của em thiệt không vậy? Thiệt chứ. Trời ơi, không thể tin được mình lại có fan đẹp trai như thế này. Bây giờ mời Ocean kiểm chứng một vài thông tin để xác thực xem có phải là fan thật không. Thử hát mấy bài của Ocean thử coi. Bài chưa Ocean hả? Vậy thì đem hát một bài. Tình nhân ơi đến đây được không? Để anh khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhìn như chẳng quan trọng. Rồi làm đi một bài. Rồi làm đi một bài khác. Hình như em yêu đuối cần một người giang đôi tay khi có anh đây rồi. Hình như anh trong vắng giờ một mình. Cũng biết, cũng thuộc đó. Dạ. Mà tại vì hơi khớp một chút dạ, xíu thôi. Cấp huy hiệu fan thôi, chân chính nha. Đóng dấu cho cái chứng nhận. Rồi, bây giờ Talo giới thiệu một chút về bản thân ha. Em là Talo và hiện tại em đang là huấn luyện viên cá nhân tự do. À, Nhật Hoa, dạ. Giới thiệu một chút xíu nha. Dạ, xin chào mọi người, em là Nhật Hoa và em đang là diễn viên tự do. Rồi, bây giờ trước khi nấu ăn thì chúng ta đến với hai câu hỏi và một phần thử thách để lật mở ba từ khóa liên quan tới ca sĩ Ocean. Hai câu hỏi và một thử thách, bạn nào lật được nhiều từ khóa hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng và được chọn món ăn mà Ocean đã order ra đây. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nha. Câu hỏi là mang kiếp thân cây thảo, tên được gọi giống ba, quanh năm chẳng có má, làm lá cũng đơn côi. Đây là lá gì? 10 giây bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Mời hai bạn xoay bảng ra. Đáp án của Hà là tía tô. Đáp án của Talo không là gì cả. Dạ, em không biết câu hỏi này. Em có nghĩ là đáp án của mình chính xác không? Em không tự tin lắm. Vậy là em sai rồi đó, tại vì đáp án của em chính xác. Chúc mừng em. Wow. Hà Thu xin chia sẻ một chút xíu về cái lá tía tô ha. Lá tía tô là loại cây thân thảo có chiều cao 0,5 đến 1 mét, toàn thân có lông. Lá tía tô có lông nhám,
mép khía răng, mọc đối xứng. Mặt dưới thường có màu tím, đôi khi cả hai mặt đều có màu tím, xanh lục hoặc nâu. Hoa màu trắng hoặc màu tím mọc thành sim co ở đầu cành, quả hình cầu. Theo đông y, thành phần của lá tía tô có thể hỗ trợ điều trị bệnh hen suyễn, chống viêm và dị ứng, điều trị dạ dày, giảm thiểu nguy cơ bệnh tim mạch. Chúc mừng Hòa đã giành chiến thắng trong câu hỏi đầu tiên. Và Hòa được quyền lật mở một trong ba từ khóa. Hòa chọn từ khóa nào nè? Số 3 là số may mắn của em nên chắc em chọn số 3. Chọn từ khóa số 3, xin mời. Xí sọn, Ocean xí sọn lắm hả ta? Ngày còn nhỏ, em mới lớp 3, lớp 4 à. Thì em thấy mẹ em với bà ngoại em là rất là tháo vát ở trong bếp, lúc nào cũng nấu cơm, nấu rất là nhiều món ăn ngon cho gia đình. Cho nên là em cũng bắt chước, mà hôm nào nấu ăn em cũng tranh để em vô em nấu hết á. Thì bữa đó em cũng mới coi cái chương trình nấu ăn trên tivi. Em thấy cô này nấu cái món mực nhồi thịt, xong rồi mình chiên lên. Em thấy trời ơi, sao mà nó ngon mà nó hay quá, nó cũng phức tạp nữa. Cho nên là em đã quyết định là: mẹ, bà ngoại, tối nay khỏi nấu cơm, để cho con nấu. Trổ tài đúng không? Để cho con nấu. Cũng rất là tự tin. Tự tin mà tại mấy lần trước là luôn thành công. Thì em nhồi thịt vô mực, rồi em hấp lên. Sau đó mình sẽ đem đi chiên. Tới cái lúc chiên, em mới thả cái mực vô một cái, một cú nổ lông trời lỡ đất, cái bùm, hai bàn tay của em bị văng dầu vô bỏng, mà văng dầu rất là nhiều luôn, cho nên là bỏng hết hai bàn tay. Và hồi em khóc, mà em cảm thấy trời ơi, tôi ngu quá, biết vậy thôi để bà ngoại với mẹ nấu ăn được rồi. Vậy thì cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Nhưng mà rất may là khi mà em lớn lên rồi thì sẹo nó không có bị lồi, không có thấy sẹo gì hết đúng không? Rất là may, cái sẹo bé tí thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua với câu hỏi số 2 nè. Ta lô cố lên nha. Dạ. Đừng có để cái bảng nó trắng như cái áo của em một lần nữa nhé. Câu hỏi số 2. Đây là một trong những đặc sản của Nha Trang. Giống dừa mà không phải dừa, tưởng là thốt nốt cũng vừa khéo sai. Không kiêu kỳ diễm lệ bằng ai, nhưng là đặc sản lai rai phát ghiền. 10 giây bắt đầu. 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời dơ bảng. Gỏi sứa và hạt đác, người ta so sánh với trái dừa, với thốt nốt. Mình đi trả lời là gỏi sứa là biết kết quả như thế nào rồi ha. Vậy chắc bạn em đúng. Em biết về hạt đác này không? Nó cũng giống như là cái trái thốt nốt quá chị, nhưng mà nó nhỏ hơn. Nó nhỏ chỉ gần một lóng tay thôi. Ừ, đây dạ. Em đang ăn thử rồi. Dạ đúng rồi. Đó là lý do mà bạn lại trả lời đúng thêm một lần nữa. Đáp án là hạt đác. Chúc mừng em. Và em có quyền lật mở thêm một từ khóa nữa. Em chọn từ khóa nào nè? Dạ vậy cho em chọn số 2 ạ. Từ khóa số 2 xin mời. Không thương rau đắng. Cuộc đời em hay bị phỉnh lắm. Hay ba bị mẹ gì? Hay bị lừa á chị. Hay bị lừa. Tức là ba mẹ em cứ hay khổ qua nè con, cái này nó ngọt lắm, có đắng đâu. Rồi cái rau này nó ngọt lắm nè con, không có đắng đâu. Là y như rằng là đắng ơi là đắng. Mà em cảm thấy là mọi người ơi, cuộc đời nó chưa đủ đắng cay sao. Mình hãy ăn ngọt đi. Ăn đắng khó chịu. Ba mẹ cũng thương quá ha. Biết con gái mình là ghét đắng, không có thương đắng luôn mà. Cái gì cũng đưa, khổ qua cũng kêu là ngọt, rồi rau đắng cũng kêu là ngọt. Dạ. Rồi em biết là mấy cái đó nó cũng rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà em ăn không được. Chúng ta kết thúc hai câu hỏi rồi. Bây giờ chúng ta đến với một thử thách để gỡ gạc một phần cuối cùng nha. Đây, thử thách của chúng ta sẽ là một rổ bóng bàn như thế này, nhưng mà không phải chơi bóng bàn, chơi bóng hứng. Bây giờ Thu và Ocean sẽ chia phe mình hai đội nha. Dạ. Yeah. Đó, giờ mỗi người là ném cho một bạn. Ocean chọn bạn nào để hỗ trợ nè. Thôi em chọn bạn này đi, để em giúp bạn này thắng đi. Nãy bạn này chưa chơi được gì hết trơn. Đó, rồi hai bạn sẵn sàng chưa? Sau 2 phút mà ai hứng được nhiều bóng trong những cái ly hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng nha. Dạ. Yeah. 2 phút bắt đầu. Yeah, mạnh lên chị. Rồi tới vị của anh đi. Cố lên. Cao lên, cao lên, cao lên. Cẩn thận giữ những cái viên cũ đừng cho nó văng nha em. Tiếp đi, tiếp đi. Ném mạnh lên. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hòa ơi, cố lên. Hòa ơi, cố lên. Hòa ơi, lô ơi. Lô ơi, cố lên. Hòa ơi, ghê quá. Thấy chưa, em đã nói lên. Tiếp, tiếp, mạnh lên, mạnh lên. Hòa ơi, cố lên. Hòa ơi, cố lên. Lô ơi cố lên. Hòa ơi cố lên. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Ta lô cố lên. Em nè, em nè, em nè. Hai tụi mình mất sức hơn đúng không em? Dạ. Trời ơi, lên cái tắt tay lên chuột đó.
mà lên chị. Đừng có cho những cái quả trong cái ly nó rớt ra nha. Cố lên. Xong rồi lại cái đó đẹp á. Yeah. Tiếp. Mở lên. Tiếp. Gần vô. Ngon. Lại. Trời sao ông kia ông hứng được nhiều quá vậy? Tiếp. Rồi nha. Xong rồi. Trái cuối nè, ráng vô nè. Chúng ta còn 5 giây cuối cùng nè. 5, 4, yeah. 3, 2, yeah. 1, 2 vậy ta. Hết giờ. Rồi. Ôi mệt quá. Rồi, bây giờ 12 bạn qua đây mình đếm nha. Thu sẽ đếm của Hòa trước nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn đâu nữa không? Ủa, 7 quả hả? Tất cả. Được mà, trong ly là được mà. Hay vậy. Rồi, bây giờ Hòa qua đây để Thu đếm cho ta luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết rồi. Vậy mà thua sao? Vẫn thua một quả chẳng. Ở chân. Mời hai bạn về phân khách lỗi nha. Ta luôn. Chúc mừng Hòa, mình lại thắng nữa rồi Hòa. Mình có quyền được mở một từ khóa cuối cùng. Mời mở ô số 1. Cứu đói. Ai cứu đói Ocean vậy? Hay bị đói lắm hả? Dạ đúng rồi. Ngày xưa thì nhà em nghèo á, cho nên là thường rất là những khi cuối tuần thì là nhà em mới nấu cái bữa đàng hoàng. Còn bình thường thì sẽ kiểu ba mẹ em cũng đi làm khuya mới về, cho nên là cũng cơm nước không có được chu đáo. Thì có những lúc em ở nhà, em đi học thêm về tối thì em chả có gì ăn hết. Em chỉ thấy nhà em có bánh tráng thì em sẽ đem em nhúng nước chấm với nước tương, xong rồi em cắt rất là nhiều ớt vô chồng để em ăn. Chân ái đó chị. Bánh tráng là chân ái của Ocean đúng không? Thì ra bây giờ mới hôm nay mới phát hiện thì ra chân ái của Ocean không phải là một chàng trai nào cả, mà là món bánh tráng chấm với nước tương ớt. Dạ. Hòa ơi, mình đã mở được một ô khóa có huy hiệu thần bếp rồi đó. Dạ. Huy hiệu thần bếp này có nghĩa là Hòa được một sự trợ giúp từ Ocean khi mà nấu nướng á. Mình cần cái sự giúp đỡ gì từ Ocean thì mình hốt đó. Chị Ocean ơi giúp em nha, thì Ocean sẽ xuất hiện nha. Dạ. Rồi bây giờ với chiến thắng thuyết phục cả ba từ khóa thì Hòa được quyền chọn một trong hai món ăn ghi ở đây, gồm có cơm hến là món đặc trưng của Huế nè, món gà sốt mật ong. Món nào là sở trường của Hòa? Cho em chọn món cơm hến đi ạ. Món cơm hến. Dạ. Đây, còn món gà sốt mật ong dành cho ta luôn. Rồi, em cảm ơn chị. Hòa mình có một quyền nhỏ nữa, đó là chọn được bếp trái hay bếp phải thuận với cái chiều nấu ăn của mình. Mỗi bếp thì sẽ có mỗi thử thách khác nhau. Bây giờ mình chưa biết được thử thách là gì, nhưng mà mình cứ chọn bếp trước đi. Em chọn bếp phải ạ. Vậy là bếp trái sẽ thuộc về Talo. Bây giờ mời Ocean và hai bạn nghỉ giải lao một chút xíu trước khi chúng ta đến với phần 2 của chương trình, là phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đến với phần 2 của chương trình mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Bây giờ Ocean này cũng như hai bạn đã sẵn sàng ở trong bếp để chúng ta thực hiện các món ăn của mình đúng không? Nhưng mà trước khi đến với phần nấu ăn thì chúng ta giới thiệu sơ sơ một chút về hai gian bếp. Nãy Hòa chọn gian bếp phải. Dạ. Có một cái ghế rất là ngon lành, vừa nấu vừa được ngồi, khỏi phải đứng mỏi chân thôi. Chỉ có một yêu cầu duy nhất nho nhỏ là dỡ hai cái chân lên, không có được chạm đất. Còn muốn di chuyển lấy cái gì thì cũng làm sao để di chuyển được mà không có dùng chân, làm được đúng không? Dạ được. Gian bếp trái của chúng ta, Taloe, bạn có biết là cái bóng này làm cái gì không? Dạ quá quen thuộc với em. Quá quen thuộc đúng không? Bây giờ là chương trình không có bắt phải tập bụng đâu. Bây giờ chỉ đơn giản là ngồi trên cái bóng này thôi. Dạ. Ngồi và di chuyển đó, làm sao để vừa ngồi vừa nấu vừa di chuyển vừa lấy nguyên liệu. Đơn giản thế mà đúng không? Dạ. Em thấy mặt bạn tái quá vậy đó mà chị. Mặt Ocean chưa tái đúng không? Bây giờ mình nói qua một số thử thách của chương trình dành cho Ocean. Bây giờ cái nguyên liệu nào mà có những cái thử thách trên đó thì các bạn phải hô lớn là cần sự giúp đỡ của Ocean, thì Ocean sẽ thực hiện những cái thử thách đó giúp các bạn nha. Bên này cũng vậy, bên này hai thử thách, bên này cũng nhẹ nhàng hai thử thách thôi. Bây giờ mời Ocean về phòng khách để hai bạn chúng ta có không gian để nấu ăn nha. Dạ. Mời hai bạn. Đầu tiên là em cần dùng gà để em trộn với bột để em chiên, thì có cái thử thách là thổi bong bóng để nâng và di chuyển 5 chiếc ly giấy từ phòng khách đến gian bếp. Mời Ocean đứng dậy. Đây,
Mời Ocean. Ocean dùng bong bóng này thổi và để vô ly, giữ cái ly này, đưa qua bên kia, đưa qua cái bàn bên kia. Đủ 5 ly thì chúng ta sẽ hoàn thành thử thách. Bắt đầu. Thôi mọi người im lặng quá. Ocean, cố lên Ocean. Phải đặt cái bóng, đặt vô đây, đặt thổi vừa nó. Rồi, được rồi, giữ lại. Rồi, thả ra. Đó, Thu sẽ hỗ trợ đây, mình thổi tiếp đi. Hiểu rồi. Ocean thổi tiếp đi. Nãy giờ mới hiểu đó mọi người. Một cái ly đầu tiên là... Rồi, thổi lúc nào nó giữ kín. Rồi, được rồi, giữ lại. Rồi. Ly thứ hai. Trời, may cái chị Hà Thu không thì thôi đó. Rồi. Cố lên. Thẳng lên nè. Không lên luôn hả? Trời đất ơi. Dạ, thêm một cái ly rồi thưa quý vị. Thổi tiếp đi em. Mình đứng thổi cái này tới mai sáng luôn đó. Em cần chị An Giang thêm cái nữa không? Dạ cần. An Giang thêm cái nữa ha. Dạ, 4 cái thưa quý vị. Cái này làm được nha em, đừng An Giang hoài, kỳ lắm. Cố lên được rồi. Cố lên. Mạnh nè. Rồi, thả ra. Đây, cái này không ăn gian nha quý vị. Cái này là hoàn thành thử thách một cách xuất sắc. Tính ra đây là lần đầu tiên em thổi bong bóng. Lần đầu tiên thổi bong bóng. Dạ. Vậy mà thổi được 2 quả, 3 quả trên 5 quả đúng không? Dạ. Đã hoàn thành thử thách rồi. Ba Lô ơi, em lấy được gà rồi đó. Dạ. Dạ chị ơi, chị ơi. Bây giờ em cần hến để làm á. Thì bây giờ chị phải vượt qua một thử thách em mới lấy được hến. Thử thách đó là? Dùng đũa và xếp hoàn chỉnh tháp đai ốc 10 con trên bàn. À rồi, bây giờ mình quay trở lại phòng khách nè. Xong rồi để mình... Đây. Trời ơi. Bây giờ mình biết là những cái ốc vít này để làm gì rồi đúng không? Dạ. Phải xếp các con ốc vít này thành một tầng 10 con. Mời Ocean. Dạ. Cái này giờ vận dụng cơ mà. Không chút nào dụng sự khéo léo đúng không? Phát. Ôi trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cái nữa. 8 9. Đủ 10 chưa? 2, 4, 6, 8, 10 rồi. Đứng sao cho hay nha. Khéo nha. Yeah. Tỉnh nè. Hòa ơi, chị Ocean đã vượt qua thử thách một cách rất là nhẹ nhàng rồi. Em đã dùng được nguyên liệu là hến rồi đó. Dạ, cảm ơn chị Ocean. Yeah. Dạ, chị ơi, em cần gạo để nấu cơm á. Thì chị phải vượt qua thử thách là vận dụng nguyên liệu gia vị đang cần dùng để sáng tạo một câu thả thính để tặng người chơi. Trả lời câu hỏi của Thu trước là có hay đi thả thính không? Em phải biết thính là gì chưa? Biết thính là gì luôn. Giờ thả cái mọi người hết hồn chơi nè. Dạ. Không biết tính là gì mà để thả thính cho mọi người coi nè. Bây giờ là gạo đúng không? Ừ. Gạo thì dùng để nấu cơm. Đừng còn em là để anh thơm đi nè. Kính thưa quý vị, khẳng định là một lần nữa Ocean không biết tính là gì. Rồi, bây giờ đến với một thử thách cuối cùng thôi. Em cần sử dụng mè để khâu cuối là khâu trang trí, để cho món ăn thêm tròn vị. Và thử thách của chị Ocean là vừa lắc vòng vừa hát một bài hát bất kỳ của chính mình. Chắc là em đâu biết lắc vòng đâu. Không. Chúng mình toàn thử thách làm lần đầu tiên. Lần đầu tiên không hả? Yeah. Không, nhưng mà Ocean toàn vượt qua những thử thách rất là nhẹ nhàng đó. Hát không thì bình thường mình hay hát rồi đúng không? Yeah. Bây giờ mình thử vừa hát vừa lắc vòng. Rớt là lụm lên hát lại từ đầu nha. Phải ráng giữ nha. Em sẽ hát ca khúc mà của người bạn thân của em là Eric. Dạo này đang hot, đó là bài Em Không Sai Chúng Ta Sai. Yeah. Anh thật sự ngu ngốc. Bao về người ấy cũng không sao. Hai. Nó là người yêu không. Ba. Rồi, chúc mừng Ocean đã hoàn thành thử thách với 3 câu hát. Dạ. Lắc vòng rất là khó đúng không? Cái vòng này rất là nhẹ cho nên là rất là khó lắc. Rồi, bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi một chút xíu để đợi hai bạn nấu ăn xong. Chúng ta sẽ lên thử thức các món ăn ha. Yeah. Mọi người cố lên nha. Hai bạn cố lên. We'll be right back.
Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Sau 20 phút miệt mài nấu nướng và đây là thành phẩm nhìn rất là ngon đúng không? Dạ, nghe mùi rất là thơm. Bây giờ hai món này thì Ocean thích thưởng thức món nào trước? Dạ, em thử món lạ trước đi. Món lạ này trước ha. Dạ. Lần đầu tiên ăn cơm hến đúng không? Dạ. Ngon quá. Có lạ miệng không? Vừa lạ vừa quen nữa. Quen hả? Nó giống như cái gì hả? Tại vì lần đầu nó giống như rau ăn bún bò. Rau nhưng ăn mà bún ăn bò. Với cơm hến. Đúng rồi, tại vì cái rau này thường thường mình cũng ăn với bún bò bằng cái rau này ha. Dạ. Mình cho nhận xét đi nào Ocean. Ngon. Không nói năng gì, chỉ lặng lặng ăn là biết như thế nào rồi đúng không? Bây giờ mời Ocean uống một miếng nước. Dạ. Mình bước qua món thứ hai nha. Rồi, bây giờ đến với món gà sốt mật ong. Nói ngon nữa là giận nha, phải nói cái gì nó sáng tạo hơn nha. Giờ cứ lẳng lặng ăn hết cánh gà xong ăn xong cái bỏ chén xuống. Ngon hết rồi đó. Ngon quá. Ngon quá. Bây giờ có thêm được chữ. Có thêm chữ quá. Quá. Ngon quá. Và mình thích món nào hơn thì chấm điểm cho bạn đó thắng nha. Bây giờ em phải nói kết quả luôn hả chị? Rồi thay vì 3 ngày cho Ocean suy nghĩ 3 giây nha. 3, 2, 1, hết giờ, mời. À, hai người đều giải nhất nha. Vậy quá ok. Thôi giờ vậy. Ai mà thua thì sẽ là thua. Đi ăn với tôi. Thôi chị đi. Wow. Cái đó là còn hơn là thắng nữa luôn đó, đúng không? Người thắng thì sẽ vừa thắng mà vừa được đi ăn với tôi luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Orange thích món cơm hến hơn. Rồi, chúc mừng Nhật Hòa với một món cơm hến rất là sáng tạo. Vậy là món cơm hến đã mang đến chiến thắng cho Nhật Hòa với phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Mời Ocean trao phần thưởng cho bạn nha. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Mừng Hòa ngày hôm nay đã rất là xuất sắc. Dạ. Cảm thấy như thế nào nè, khi mà vừa được nấu ăn cho thần tượng của mình ăn, vừa được nhận giải nhất nữa. Được gặp chị Ocean là em rất là vui. Và hôm nay là được Linh giải thưởng đem về nhà nữa. À, còn Talo. Dạ, ngày hôm nay đến với chương trình là cho dù em có thua mà thua đặc biệt là thua từ đầu đến cuối luôn. Thua từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà em cảm thấy rất là vui vì em được gặp người mà em rất là hâm mộ là chị Orange. Đã vậy còn được nấu ăn và được nhìn thấy chị ăn món ăn của em cảm thấy rất được là vui. Được có một bữa ăn đi ăn cùng với đúng chị rồi, Orange còn được nữa. Ăn với chị Orange. Bây giờ cảm ơn Orange đã đến với Khẩu vị ngôi sao. Cảm ơn hai bạn đã mang những món ăn thật ngon đến chương trình và hy vọng là Orange sẽ sớm ra sản phẩm để quý vị khán giả có thể chờ đón những bài hát mới của mình nhé. Và thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Chương trình Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.